Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh. Linh cảm ơn cả nhà thật là nhiều vì đã đồng hành cùng Linh bao lâu nay. Linh chúc nhà mình thật nhiều sức khỏe nhé. Cả nhà biết rồi đó, tụi Linh đang trên đường đi Ý. Vẫn chưa tới đây đó cả nhà. Nếu mà mọi người đã xem cái clip trước là biết Linh đang ở cái dãy Alps. Thì cái dãy núi này là một cái dãy núi lớn nhất và một trong những cái dãy núi lớn nhất và dài nhất châu Âu. Nó trải qua 8 quốc gia lận cả nhà, như là Thụy Sĩ nè, Áo, Đức, Slovenia, còn nào nữa ta, Pháp, Monaco, còn một nước nữa mà Linh quên mất cái tên rồi, khó nhớ quá. Thì mọi người nhìn thấy cái cảnh quan ở phía ngoài đó là rất là đẹp, nhìn nó khoáng đãng và cây cối nó không có nhiều. Thì Linh nghĩ là người ta đã giống như là đã dọn dẹp cây cối lớn rồi để người ta phục vụ cho đời sống hàng ngày của người ta. Mọi người có thắc mắc không ta? Chứ Linh đi qua cái vùng này thì Linh hay thắc mắc là họ sẽ sinh hoạt như thế nào, họ sống ra sao? Tại vì nhìn nó cũng hơi lạc mạc, cũng hơi thưa thưa chứ không phải là sát nhau cả nhà. Nhưng mà Linh nghĩ lại giống như là khi mà tụi Linh đi du lịch nè ha, thì tụi Linh muốn ở một cái mấy cái chỗ như vậy nè, thì tụi Linh sẽ thuê nhà ở mấy cái vùng như vậy. Và Linh nghĩ là cái mấy cái chỗ này họ sẽ làm cho thuê nhà cửa homestay hoặc là cho thuê bed and breakfast, cái kiểu mà trên Airbnb mình tìm mấy cái chỗ mình ở đó cả nhà. Và cái khu vực này á, mấy cái khu vực này Linh thì chưa biết cái khu vực chính xác này nha, nhưng mà ở khu rừng đen á thì họ vẫn có trường học cho trẻ em, giống như từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi mấy đứa trẻ sạc ở đây, nhưng mà đến cái lớp lớn hơn thì tụi đó sẽ đi học ở cái thành phố khác. Bây giờ mình tiếp tục đi coi phía trước mình có một cái làng nào sẽ dừng lại nghỉ ngơi nha cả nhà. Đây là mấy cái tiệm ở trên núi, cái tiệm nhỏ, cái nhà hàng ở đây nữa. Mọi người thật sự luôn á, khi mà Linh nói là trong mấy cái clip này Linh nói là giống ở Đà Lạt thì thật sự là nó rất là giống đồ giống các bài trí ở Đà Lạt. Toilet ở đây nè con. Và mấy cái chỗ này là thường bán đá nha cả nhà. Nhiều đá, nhiều màu. Và đá là của vùng này hoặc là của vùng ở bên Đức. Mấy cái đá này mình mua thì nhìn nó cũng đẹp, nhưng mà mình đi tìm mất cả nhà thì thích lắm. Tại vì ngày lúc mà con Linh còn nhỏ đó, tụi Linh đến với cái vùng núi đá như vậy nè. Và người ta là mở giống như là ở bên Mỹ là có công viên tìm tìm kim cương, thì bên này có mấy cái công viên tìm đá. Và tụi Linh tìm được rất là nhiều đá đẹp luôn. Đá này tụi Linh tìm cái dạng như vậy nè cả nhà. Còn cái đá này là đã qua cái quá trình mài rồi, thì nó không có còn cái tính chất là thiên nhiên nữa, nhưng mà vẫn đẹp. Nóng quá hả? Rắn thú dạ bông. Chuông gió bằng đá. Cái này thì Linh không biết là cái gì, tại vì Linh không biết tiếng Đức. À, cái vùng này á nha, là Linh đã quay trở lại cái vùng Thụy Sĩ, nhưng mà cái vùng khác chứ không phải là cái vùng mà Linh đi qua. Cái đường Linh đi á, nó cứ vừa qua Áo, vừa qua Thụy Sĩ, quay lại Đức, nhưng mà là trên cái đường đi Ý chứ không phải là mình quay trở lại. Mình thì ghé đây để nghỉ ngơi tí xíu, dừng chân để đi vệ sinh thôi, chứ không phải ghé vào ăn. Cái này cũng đặc biệt ha, giá cũng mắc đây, cũng 70 euro, 69,90 cent.
trùng nhạc ở phía sau, rồi lại Linh phải chèn nhạc vào nữa, mệt ghê á. Phía dưới là cái nhà hàng hồi nãy mình đi đó. Bên cái vùng này á, cái núi ở đây, chỗ này Linh nghĩ chắc là có thể là đá rơi xuống nhiều á, cho nên họ để những cái tấm chắn. Mà Linh nghĩ là không biết Linh cái phán đoán của Linh có đúng không nữa. Ở đây người ta đi bằng cáp treo nữa nè, không biết đi tới đâu luôn á, không biết trên đi lên đó có gì hay không, có đi không anh? Đây cáp treo đây. Mình đi ngang thôi, mình đâu dừng lại làm gì đâu. Chắc đi lên đó thì nhìn để nhìn xuống cái cảnh phía này cho nó đẹp cái mắt thôi. Trượt tuyết nha cả nhà. Khi nào mà đi ngang cái vùng mà để trượt tuyết á, thì Linh sẽ quay cho cả nhà xem. Không phải vùng núi nào mình cũng phải mình được sử dụng để trượt tuyết đâu. Wow, cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Linh quay mà Linh rất là thích luôn á. Tiếc là tại vì mình đi cái đường dài cho nên kính xe nó không có sạch, cho nên mọi người nhìn không rõ thì thông cảm cho mình nhé. Cậu thấy thương không? Quay cầm cái máy mỏi tay luôn á, mà lại không muốn dừng lại tại vì cảnh quá đẹp đi. Linh ngồi lên cầm máy xong cái qua mấy cái cua quẹo á, Linh đâu có ngồi chắc đâu, Linh có phải vẹo cái mình qua vẹo cái mình lại cũng đau đau cái eo. Linh nghĩ mọi người sinh sống ở đây chắc là làm du lịch nhiều hả, chứ làm công nghiệp chứ. Bên đây có cái mình suối, Linh thấy nhưng mà vào mình không có đó, còn mình thấy có mình suối không? Sinh đó thì cái nước ở đó nước để rửa tay chứ không phải để uống, cho nên họ sử dụng cái nước ở với cái suối xung quanh nè. Thì cái nước đó là mình cống cái tay luôn á, dù là hiện tại là đang mùa hè nhưng mà cái nước vẫn là mình rất là lạnh tay. Đây là cái cổng đầu tiên của năm nay khi mà mình tới nước Ý. Qua đây thì là mình đỡ tuổi thân lắm đó, tại vì mình cũng cao hơn người Ý có một chút quá cả nhà. Cũng tất nhiên cũng có nhiều người cao hơn mình rồi. Mình nghĩ người Ý, người Đức, người Áo là người bình thường đó, chỉ có người Hà Lan là người đột biến thôi. Cao léo nghêu. Mình vào trong và mình chạy xuyên qua. Cái làng nhỏ.
Siêu. Mình đã gặp hai ba cây cầu làm mái che như vậy, để hai những cái cầu cầu hàng ở ngoài ngoài đà ngoài Đà Nẵng. Chỗ này thì quá đẹp đi, cho nên chắc chắn là tụi Linh phải dừng lại để ngắm cảnh và nghỉ ngơi và sẵn ăn trưa luôn. Ủa ta làm sao mà đi xuống được ta? Đó, cây. Chắc mình đi theo cây anh đã đi xuống quá. Bơm cái bơm cái phao mà làm mình hết hồn luôn. Ở đây thì tha hồ chơi mấy cái trò mà gọi là ở dưới nước. Ủa mình mới thấy ông xã mình đâu rồi ta? Để kiếp mảnh lấy con dao cắt chả lụa. Nước trong vắt nhưng mà có con chó nó lại nó quậy quá trời quậy rồi cho nên nó bị đục. Mình nghĩ là ở Việt Nam mình nó cũng có mấy cái khu như vậy nè, nhưng mà chắc là mình giống như là không có tiện đường đi tới giống như bên này á, cho nên mình chưa có khám phá được nhiều cái vẻ đẹp mà hoang dã ở Việt Nam. Linh thích cái vẻ đẹp tự nhiên thôi, Linh không có thích cái vẻ đẹp nhân tạo. Vì có những cái cảnh sắc ở Việt Nam đó mình thấy rất là đẹp, nhưng sau đó họ lại đặt mấy cái tượng hoặc là cái gì á thì mình thấy nó ít đẹp đi. Còn bên này thì người ta sẽ thích cảnh thiên nhiên hơn, thật sự thiên nhiên chứ không phải là do bàn tay của người nhúng vào nhiều quá. Tiếng gió rất là tiếng gì vậy ta? Nè mọi người thấy không, ở cái khúc này thì gió nhiều hơn, cho nên người ta chơi cái trò lướt sóng nhiều hơn. Ủa tại sao lại có tiếng rít này, tiếng xì 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 này vậy ta? Linh cảm ơn cả nhà đã
đồng hành cùng Linh trên cái chuyến đường cung đường đi từ Đức thụy sĩ áo và bây giờ là đến Ý. Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều và mọi người hãy theo dõi và tiếp tục theo dõi để xem tụi Linh đi tham quan những cái nước những cái điểm nào trên đất nước Ý nữa nhé. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Nếu mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy share, like và subscribe cho Linh nhé, để Linh có thêm nhiều động lực và làm thêm nhiều clip cho mọi người xem nữa. Bây giờ thì tụi Linh chuẩn bị hành lý để tiếp tục chặng đường du lịch của tụi Linh. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại vào clip sau vào những ngày sắp tới.